Những loại đồ uống tốt cho bệnh nhân ung thư tuyến giáp. 1. Nước chanh. Chanh là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ và giúp tăng cường hệ miễn dịch. Tuyến giáp đặc biệt cần một số vitamin và khoáng chất, trong đó có vitamin C. Bạn chỉ cần vắt nước cốt của nửa quả chanh, pha với một cốc nước ấm và uống. Ta nên uống nước chanh để phục hồi tuyến giáp vào buổi trưa và chiều muộn. 2. Nước ép cần tây. Cần tây chứa một số chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, làm giảm viêm, hỗ trợ tuyến giáp và sức khỏe tổng thể. Cần tây có khả năng làm sạch tuyến giáp khỏi các độc tố của virus Epstein-Barr, gây ra sự phát triển của viêm tuyến giáp. Chúng ta nên uống nước ép cần tây trước khi ăn sáng 20 phút mỗi ngày. 3. Nước cam. Tương tự như nước chanh, hàm lượng vitamin C trong cam có tác dụng bảo vệ các tế bào và tăng khả năng hấp thu sắt từ thực phẩm vào máu, làm giảm thiểu tình trạng thiếu máu do xạ trị ung thư gây ra. 4. Là nước ép táo. Nước ép táo cung cấp nhiều vitamin và các chất chống oxy hóa mạnh như flavonoid, có tác dụng tăng sức đề kháng và hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Hàm lượng kali có trong táo giúp duy trì sự cân bằng điện giải, ngăn cản sự trữ nước của cơ thể ở người bệnh sau khi làm điều trị bằng hóa chất. Hãy follow kênh để nhận thêm nhiều kiến thức bổ ích về sức khỏe.